Thưa quý vị và các đồng chí, trong nhiều năm qua, việc tạo nguồn phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ giáo viên đã được huyện ủy Long Điền quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo. Nhiều chi bộ trường học đã thể hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, làm tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường trên địa bàn huyện. Mở đầu chương trình xây dựng đảng hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi ghi nhận về công tác phát triển đảng trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện Long Điền. Hôm nay, cô Trần Thị Châu Loan vinh dự đứng chân vào hàng ngũ của đảng tại chi bộ trường mầm non Sơn Ca, huyện Long Điền, tuyên thệ trước quốc kỳ, đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh là thời khắc thiêng liêng, dâng trào niềm tự hào, xen lẫn xúc động. Kết quả này là cả một quá trình phấn đấu và cũng là điểm khởi đầu của một hành trình mới, hành trình của một đảng viên trẻ. Ngày hôm nay chính là nguồn động lực để cho tôi phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác để chung tay cùng chi bộ đóng góp, chi bộ ngày càng vững mạnh hơn. Thời gian qua, huyện ủy Long Điền luôn tập trung chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc, trong đó có các trường học làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trong cán bộ giáo viên, gắn liền với các phong trào thi đua của ngành. Theo thống kê, hiện toàn ngành giáo dục Long Điền có 47 trường ở 4 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và một trung tâm giáo dục thường xuyên huyện. Tất cả các trường đều có chi bộ đảng riêng, hiệu trưởng nhà trường cũng là bí thư chi bộ. Đây là một trong những thuận lợi để chi bộ, nhà trường triển khai công tác đảng, trong đó có tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, thì nhận được cái chỉ tiêu của tỉnh ủy, thì thường trực huyện ủy, thường vụ huyện ủy cũng đã chỉ đạo cho ban tổ chức huyện ủy cùng với các cấp ủy, các cái chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã xây dựng một kế hoạch chi tiết cho từng năm. Trong đó là chúng tôi đặc biệt quan tâm đến chất giáo dục. Từ cơ sở đó thì huyện ủy cũng đã có những văn bản chỉ đạo cho các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm. Nhiều năm trở lại đây, công tác phát triển đảng trong ngành giáo dục Long Điền tăng về số lượng, chất lượng đảng viên. Hàng năm hầu hết chi bộ các trường học đều kết nạp từ 2 đến 5 đảng viên mới. Hiện nay đảng viên trong ngành giáo dục hơn 940 đồng chí, chiếm 71,5% tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên toàn ngành. Trong 5 năm qua, 100% các chi bộ đảng của ngành giáo dục được đánh giá, xếp loại chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, cán bộ, giáo viên là đảng viên của các trường, luôn đi đầu trong việc rèn luyện phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống, là trung tâm khối đoàn kết của các đơn vị. Tôi luôn phấn đấu trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ và luôn luôn là một giáo viên chuẩn mực để trong việc gần gũi với trẻ. Cũng như là mình thân thiện với trẻ thì trẻ sau đó là trẻ rất là ngoan. Và mình ngoài ra mình còn phải phấn đấu trong công tác như là mình tham gia hội giảng cũng như là những cái chuyên đề để cũng như của nhà trường cũng như của phòng giáo dục được giao. Và sau đó những thành tích đó thì mình sẽ tạo cái sự vững chắc trong cái tư tâm thế để giáo viên của mình luôn luôn lấy chuẩn mực đó để làm một cái tiền đề sau này mình chăm sóc giáo dục trẻ được tốt hơn. Đảng bộ thị trấn Long Hải là một trong những điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên trong ngành giáo dục của huyện Long Điền. Hiện nay đảng bộ thị trấn Long Hải có 28 chi bộ, trong đó 10 chi bộ khối trường học. Hàng năm các chi bộ trường học đều kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu do đảng ủy thị trấn giao. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy thị trấn, các chi bộ quan tâm phân công đảng viên theo sát quần chúng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh để có sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Qua đó đề xuất tham mưu với chi ủy tạo điều kiện cho quần chúng vươn lên, có chí hướng phấn đấu vào đảng. Trong hỗ trợ giúp đỡ quần chúng vào đảng, mỗi cán bộ đảng viên đặc biệt bám sát phương châm, nêu gương, thuyết phục quần chúng bằng chính sự gương mẫu của bản thân. 10 tháng đầu năm 2022, đảng bộ thị trấn đã kết nạp 18 quần chúng ưu tú trong các trường học, vượt kế hoạch năm đề ra. Do lực lượng của đơn vị có trường thì cũng rất là đông nguồn, có trường thì ít. Thì cũng có một số trường hợp trước đây, thì đối với các đồng chí bí thư chi bộ, cũng có cái tình trạng là đồng chí nào lớn tuổi, đồng chí nào hoạt động trước thì ưu tiên phát triển đảng trước. Nhưng bây giờ chúng tôi quán triệt là chúng ta phải
phát động đồng bộ, giao nhiệm vụ cho các cái đồng chí cảm tình đảng, các đồng chí đoàn viên thanh niên để cùng nhau phấn đấu, và chúng ta xét trong các cái nguồn đó. Và chúng tôi lấy cái chỉ tiêu, ví dụ như là cuối năm chúng tôi xét các cái chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó, thì chúng tôi, ví dụ chúng tôi giao nhiệm vụ là chi bộ phát triển 2, nhưng nếu chi bộ phát triển 3, phát triển 4 thì chúng tôi lấy cái chỉ tiêu đó để xét cho chi bộ hoàn thành xuất sắc. Năm 2022, chi bộ trường trung học cơ sở Hùng Vương, thị trấn Long Hải được giao chỉ tiêu kết nạp 2 đảng viên. Và đến thời điểm này, chi bộ đã kết nạp được 3 chỉ tiêu, vượt kế hoạch năm. Lấy chất lượng đảng viên là mục tiêu hàng đầu, chi bộ nhà trường chú trọng quy hoạch nguồn phát triển đảng từng thời điểm, từ những quần chúng ưu tú, có nhận thức sâu rộng về đảng, động cơ vào đảng đúng đắn, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Trong kế hoạch phát triển đảng viên chi bộ, thì chi bộ đặc biệt phân công từng đảng viên để giúp đỡ các quần chúng trong trường. Cứ một đảng viên là giúp đỡ một quần chúng, và hàng tháng đều có báo cáo, hàng quý có đánh giá về công tác này, giúp đỡ đảng viên. Đó là cái thuận lợi. Cái thuận lợi thứ hai đó là chúng tôi xác định là cái sinh hoạt chi bộ là lấy cái sự lắng nghe, cái sự chia sẻ của đảng viên, để từ đó chúng tôi phân tích và đánh giá cái khách quan chủ quan. Cho nên là cái công tác này là được chi bộ quan tâm, và các đảng viên thì được lắng, được chi bộ, chi ủy chia sẻ thấu hiểu, nên họ rất là đồng lòng và đồng thuận trong các cái quyết định của chi bộ đưa ra. Nhờ vậy cho nên nhà trường đã xây dựng được cái khối đoàn kết vững mạnh và đồng thuận trong các hoạt động của nhà trường. Sau 4 năm công tác, tháng 8 năm 2022, cô giáo Trần Thị Thu Thủy trở thành đảng viên chính thức của chi bộ trường mầm non Nam Côn Sơn, xã An Ngãi, huyện Long Điền. Cô Thu Thủy đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đạt những thành tích tốt trong công tác giảng dạy. Là đảng viên trẻ, với cô Thủy là niềm tự hào và cảm nhận mình trưởng thành hơn. Thì tôi rất là vinh dự và đầy tự hào khi được nhà trường xét để được vào đảng. Và đó là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi sẽ nỗ lực cố gắng để thành một người đảng viên thật là tốt. Ngoài ra, trong việc chăm sóc giáo dục các cháu, thì tôi nhận thức được cái vai trò và trách nhiệm vị trí của mình để giáo dục các cháu tốt hơn và trong công việc hàng ngày của chúng tôi. Ngoài ra, ở trong chi bộ thì tôi nhận thức được cái vai trò đoàn kết nội bộ ở trong chi bộ rất là gắn kết. Hàng năm, chi bộ trường mầm non Nam Côn Sơn, xã An Ngãi được giao chỉ tiêu phát triển một đảng viên. Tuy nhiên, thực tế nhà trường luôn vượt con số này. Điển hình, từ đầu năm 2022 đến nay, chi bộ trường đã kết nạp được 4 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 22 đồng chí. Những năm gần đây, liên tiếp chi bộ trường đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Nhà trường được cái ưu thế là có lực lượng giáo viên trẻ, tuổi đoàn thì còn nhiều. Thì hiện tại là nhà trường cũng còn nguồn để mà phát triển đảng viên. Thì tuy nhiên, trong những năm gần đây á, là do mình cũng đặt nặng về vấn đề là chỉ tiêu phát triển đảng trong năm, cho nên là về cái chất lượng á, thì đôi khi nó cũng chưa có được cao. Thì phương hướng sắp tới là trong thời gian tới là nhà trường sẽ tạo ra những cái phong trào, những cái sân chơi bổ ích để nhằm phát huy, phát hiện những cái đối tượng, những cái nguồn lực có những cái đóng góp tích cực, tham gia tích cực những cái phong trào của nhà trường, của chi bộ đề ra, để mà động viên các đồng chí có những cái đóng góp tích cực hơn để mà tạo nguồn phát triển, nhằm để đưa chi bộ của nhà trường có những cái đảng viên được bổ sung vào hàng ngũ của đảng chất lượng hơn. Để công tác phát triển đảng viên trong ngành tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, huyện ủy Long Điền sẽ tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ nhà trường rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng viên. Đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng kết nạp đảng viên mới cho từng đảng bộ, chi bộ nhà trường, coi đây là một trong các chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm. Bên cạnh đó, các chi bộ trường cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hơn nữa.
Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chi bộ trường tiểu học Lý Tự Trọng đã xây dựng mô hình dân vận khéo xã hội hóa, thiết bị hỗ trợ học sinh và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Mô hình được thực hiện từ năm 2021, đến nay đã tạo được hiệu quả lan tỏa trong toàn đảng viên, giáo viên và học sinh. Phần cuối của chương trình mời quý vị và các đồng chí theo dõi ghi nhận về mô hình trên. Giờ học kỹ thuật, các em học sinh được sử dụng những chiếc ly nhựa tái chế để làm đạo cụ mô phỏng nội dung. Và đây, những chiếc xích đu và đồ chơi xinh xắn được tập thể đảng viên, giáo viên nhà trường tái chế từ những vật dụng đã qua sử dụng. Đây là hai trong số nhiều đồ dùng dạy học được đảng viên, giáo viên thực hiện trong thời gian qua, cũng là cụ thể hóa chuyên đề tiết kiệm, chống lãng phí cho chi bộ phát động. Không chỉ tạo cho các em học sinh những khu vui chơi bổ ích, đồ dùng minh họa học tập thiết thực, mà hoạt động này còn góp phần giáo dục ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường đến toàn thể giáo viên, học sinh. Con rất là thích bởi vì tự tạo ra một món, món đồ chơi như này thì có thể là nó vui hơn khi mà chúng ta tự lấy tiền chúng ta mua. Món đồ chơi này là từ các thầy cô, các con đều làm ra nên ra con rất là thích. Nếu mà bỏ đi thì những đồ chơi này sẽ bị gây hại cho môi trường, gây ảnh hưởng cho những sinh vật biển. Buổi trao thiết bị học tập cho các em học sinh khó khăn diễn ra giản dị nhưng ấm áp tại thư viện nhà trường. Máy tính, điện thoại cùng dụng cụ học tập là những món quà mà các em học sinh được nhận, như đón nhận sự quan tâm, chăm lo, chia sẻ từ các thầy cô giáo. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể hóa nội dung, xã hội hóa thiết bị hỗ trợ học tập được nhà trường phát động và thực hiện từ đầu năm 2021 đến nay. Con rất là vui được cô giáo tặng cho con máy tính thì cũng là hữu ích trong học tập của con. Mình hứa con sẽ học tốt các cô với lại ba mẹ vui. Với phương châm, tất cả vì học sinh thân yêu, từ đầu năm 2021, trong bối cảnh học sinh phải học online để phòng chống dịch COVID-19, chi bộ nhà trường đã thực hiện mô hình xã hội hóa thiết bị hỗ trợ học sinh và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo đó, nhà trường vận động sự chung tay của các nhà hảo tâm, giáo viên cùng chung tay. Song song đó, các hoạt động tiết kiệm chống lãng phí và bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện. Chi bộ đã tổ chức họp để lấy ý kiến rộng rãi trong đảng viên của chi bộ, sau đó chi bộ lên kế hoạch và triển khai thực hiện, có phân công phân nhiệm cụ thể cho từng đồng chí, và các đồng chí trong chi ủy là những cái đầu cầu để nối giữa chi bộ nhà trường với các tổ khối chuyên môn, thì mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình bởi vì các cái mô hình là rất thiết thực trong cái công tác giảng dạy của nhà trường, cho nên được ủng hộ bằng hết cả tinh thần lẫn sức lực, và đôi khi có cả một chút đóng góp về của cải nữa. Từ ý nghĩa thiết thực, mô hình nhận được sự chung tay của toàn thể đảng viên, tập thể giáo viên toàn trường. Với nguồn kinh phí vận động được, từ năm 2021 đến nay, nhà trường đã tặng 10 máy tính, 10 điện thoại cùng hàng trăm phần quà cho học sinh khó khăn. Bên cạnh đó, đã có rất nhiều hoạt động thiết thực tái chế từ những vật dụng tưởng chừng như bỏ đi. Trước tiên, để thực hiện tốt cái việc dân vận khéo, thì đầu tiên tôi sẽ nắm vững được cái mục đích, từ đó cho phụ huynh hiểu được. Từ chỗ hiểu được thì tôi sẽ hướng dẫn họ cách làm để cho họ có phối hợp với nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm để hoàn thành tốt cái việc dân vận khéo toàn diện. Ngoài những cái việc mà vận động về cái việc mà tài trợ về thiết bị dạy học, thì chúng tôi còn hướng dẫn phối hợp với phụ huynh, cùng đồng hành với phụ huynh để giúp các em, hướng dẫn các em sử dụng các cái những tiết kiệm trong cuộc sống. Ví dụ chúng tôi sử dụng những cái đồ dùng tái chế để giúp các em làm ra những cái sản phẩm mang tính giáo dục. Ví dụ như là những trong việc dạy học thì chúng tôi đã tái chế một số cái vỏ chai nhựa này để giúp các em có những cái khu vui chơi thật là đẹp này, sinh động và rất là thiết thực. Hiệu quả từ mô hình xã hội hóa thiết bị hỗ trợ học sinh và thực hành tiết kiệm chống lãng phí mang lại là tiền đề để chi bộ trường tiếp tục nhân rộng và phát động thêm nhiều hoạt động ý nghĩa nữa đến học sinh, phụ huynh, giáo viên và cho xã hội. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chương trình xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.